Cảm xúc của chị lúc đó như thế nào khi mà chồng của mình thì làm phi công, còn mình thì lại mang thai vào thời điểm đó? Nói chung là lo lắng và tủi thân thì nhiều, tại vì biết chắc là ảnh sẽ đi, mình sẽ phải du cạn một mình. Khi mà chị mà có những cái dấu hiệu như mang thai á, nó mặt nó sưng sưng lên vậy nè, dạ bị phù, cái giống em nè chị, nó sạm không được đẹp như em đâu nha. Không, mà em là từ mặt sao mà thành hình vuông. Thanh Trần đã lấy lại phong độ sau cái câu không được đẹp như em. Được rồi ha, lên luôn rồi. Em bị sạm xong rồi những biểu hiện như là ngực căng này nọ, mới đầu em cứ nghĩ là mình bị thay đổi hóc môn thôi. Em đi ra tiệm thuốc bắc mua thuốc em muốn, người ta không bán. Đúng rồi em. Dạ, người ta kêu là không. Mang thai mà. Em đi ra tiệm thuốc tây em mua que thử đi, em trễ kinh chưa? À, tức lúc đó em chưa biết mình mang thai, chỉ thấy là mình tự nhiên mình trở nên xấu hơn. Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa? Cái em cũng đi mua que về thử, nổi lên 2 vạch. Cảm giác lúc đó? Xong rồi 50 vui, 50 buồn. Lúc đó đó là chồng em là chưa có kết thúc khóa học bay, là phải đi qua bên Mỹ học thêm 2 năm nữa rồi mới hoàn thành. Thì tại vì nếu mà công bố thì sợ là cái việc học của chồng dang dở, hoặc là có thể là có vợ có con rồi sẽ bị bỏ lỡ cái việc học. Chị mới nói chuyện với chồng, chồng mới thưa chuyện với bên gia đình. Bên chồng thì cũng không có kêu là bỏ, thì nói thôi bây giờ hai bên gia đình nói chuyện với nhau là bắt đầu là cho tháng 11 đám cưới, là bắt đầu tháng 5 2014 là anh đi. Mà may mắn là đứa đầu nha, là em không bị hành cái gì hết. Mà người em á đẹp giống mấy Thanh vậy nè. Mấy Thanh luôn chị, thiệt luôn á. Trời, thích quá. Có bầu mà em xách cái túi đồ em đi á, lon ton á, mà người ta tưởng không có bầu. Có mấy anh á chạy xe theo á, em ơi em đi về đâu vậy em? Ghẹo. Em nói hết, em buông cái bịch ra thấy nguyên cái bụng bầu chạy. Tôi nói chạy. Giống em bữa mới quay clip á chị, em cho anh làm quay được không, dạch cái bụng lên hú hồn liền bỏ chạy liền chị. Xong rồi tới bác sĩ dự sanh em á là được 39-40 tuần rồi mà không thấy dấu hiệu, không thấy đau, không thấy gì luôn. Rồi xong cái đi mấy lần vô bác sĩ tách ói. Tách ói? Tách ói. Trời ơi đau, đau không chịu nổi đâu. Bác sĩ tách được chị 3 phân luôn. Xong rồi kêu sáng hôm sau lên đi nhập trại luôn. Rồi. Là thường thường trong bệnh viện Từ Dũ là 2 phân rưỡi là nó đã cho nhập trại rồi. Mà chị bị tách 3 phân đi vô lên nhập trại xong rồi hả, người ta ở chỉ có 2 ngày, 1 ngày 2 ngày là người ta sanh, còn em ở 3 ngày luôn. Rồi cái ngày kỷ niệm mà ngày đi sinh của mình nó vẫn là tủi thân, bởi vì lúc đó là đi một mình hả chị? Chị đi với lại cô chồng và mẹ chồng thôi. Còn tủi thân đúng không chị? Lên tới đó thì người ta nhốt mình vào trại thôi, đâu có cho tha vô người nhà vô đâu. Và đó. Một mình ở trong đây. Dạ. Xong mà em thấy mấy bà bầu á được chồng bóp vai nè, bóp chân nè. Em đi khám em thấy nhõng nhẽo đồ, anh ơi em đau quá, đau bụng quá chị không nổi. Còn mình là không im có lặng và tự xử. Dạ, xong rồi tới giờ ăn cơm á em cũng phải tự xếp hàng đi mua. Ăn trong nước mắt luôn. Em vừa ăn em vừa khóc, quá tủi thân luôn. Mắc cười lắm chị, em đi ra ngoài cái hành lang em đứng, cái bảo vệ mới tưởng em là định đi vô. Tôi rất là thích những chú bảo vệ ở bệnh viện phụ sản là luôn luôn phải nhìn lên trên để ê đi vô, bao nhiêu bà mẹ rồi đó, ê đi vô. Thiệt, rồi cuối cùng là cũng phải xin chứ. Nói gì nói buồn thì cũng phải xin chứ. Sinh con em bác sĩ truyền cho em chai kích xanh á, không xin nhê luôn. Em cứ mong là nói trời ơi, con ơi giờ con ra lẹ đi chứ mẹ ở trong đây mẹ mệt quá rồi, người ta ở có 1 ngày 2 ngày người ta về, còn mẹ 3 ngày rồi. Tự nhiên cái bác sĩ tối hôm đó bác sĩ mới cho em là thôi Thụy Như truyền thêm một chai nữa đi. Coi sao. Em truyền xong chai, đang truyền xong là 4 giờ là em búp một cái vỡ nước ối. Để vô buồn là em sanh 7 giờ. Em chuyển dạ em đâu chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ thôi, là khi mà bác sĩ kêu là ra rồi nha, kéo ra là đưa lên mình ngực mình á để cho nó da tiếp xúc da đó. Là hả khóc kêu à mẹ chào con, là không có bố, là chỉ có 2 mẹ con thôi. Lúc đó là gọi bà ngoại vô rồi, bà ngoại bà nội đứng ở ngoài sẵn rồi. Em ở đó khoảng tầm mấy ngày á, xong rồi em về nhà bên cô chú chồng ở cử. Thì em ở cử khoảng đâu tầm được 7-10 ngày tuần á chị. Là do mình còn trẻ, mình không có kinh nghiệm, mình không có kiến thức về cái việc mà hậu trầm cảm sau sanh.
Em không có kiến thức về cái đó. Em không hề biết rằng là mình có thể bị trầm cảm. Đúng. Và cũng không biết trên đời này có một thứ tên là trầm cảm sau sinh luôn. Dạ đúng luôn. Bắt đầu cái giờ giấc sinh hoạt của con á với lại cái giờ giấc của mình nó khác. Em chỉ muốn đi ngủ thôi. Thế cái quá trình chăm con nó diễn ra như thế nào? Bé có những cái đòi hỏi gì ở em? Dạ, cứ 2 tiếng bú lần, 2 tiếng khóc một lần. Hôm đó con khóc quá, bế nguyên một đêm, bế hoài thiếu ngủ, không ăn luôn. Kể từ lúc mà sanh về là ăn như là mèo hổ, có tí xíu không ăn luôn. Em hả, kiểu như là ngửi trên trời, lấy nước sôi pha sữa phỏng cả tay, nguyên cái bình thủy rớt phỏng cả tay. Cái mới nói, gọi điện cho mẹ chồng, nói mẹ ơi con thấy vậy vậy á, sao mà người con nó vậy vậy, con chịu hết nổi rồi, con không có thể nào mà con nghe tiếng nó khóc nữa hết. Bây giờ mẹ làm sao, con không có muốn nghe tiếng nó khóc nữa, mẹ làm sao đừng khóc. Thế là đi ra bên trạm y tế phường khám, thì người ta kêu là có thể là em bị hậu sau sinh rồi, em thử đi lên bệnh viện thăm khám xem. Mình cũng không tin luôn, người nhà cũng không ai tin luôn. Cái bệnh trầm cảm nó ngộ lắm nha, người ta tưởng mình giả đò không mà. Rồi xong cái em tối đó em khó chịu quá rồi, cái cảm giác nó giống như là hồi hộp á, bụng rủng tay chân rồi lồng ngực đánh thình thình thịch nè. Tối á, cái nhà cái bên nó làm xây dựng nó kêu ầm ầm, chịu không nổi. Cái em vô em nói là em muốn làm một cái gì đó để cho em không có bị cái cơn nó hành nữa. Em lấy cái dao làm rập pẹt, rập tay. Thì rập tay rồi sao? Rồi xong rồi cái anh chồng với mẹ, bố mẹ em chạy qua băng lại, hỏi là tại sao mày làm vậy. Nói là con chỉ muốn làm một cái gì đó cho thân xác con thật là đau, để cho nó không có hành hạ con nữa. Con mệt lắm rồi, con chỉ muốn chết thôi. Bây giờ mở cửa ra đi, con tông đầu cho xe, con chết cho coi. Mà nghĩ lại thấy tội em bé. Dạ đúng rồi. Xong rồi cái anh mới dẫn đi, anh chồng thương em lắm, dẫn đi bệnh viện anh Vũ. Bác sĩ mới bảo là bị trầm cảm. Dạ, bị trầm cảm nên đưa đi bệnh viện lớn, không có để gì nữa. Dạ, tách hai mẹ con ra. Phải tách ra luôn hả chị? Ra. Trong cái khoảng thời gian mà chữa bệnh như vậy là phải vừa xa con và vừa xa chồng. Cái cảm giác nó như thế nào? Nó kinh khủng, trời ơi. Nó kinh khủng còn hơn cái việc em đau đẻ nữa. Tại vì cái đó là về mặt tâm lý. Lúc đó thì cái liệu trình trị liệu của em trong cái thời gian đó nó diễn ra như thế nào? 8 tháng, bác sĩ kê thuốc cho em uống một tuần. Đó là sẽ vật, vật trong vòng một tuần luôn. Em uống thuốc vô, em nói chị, ngày như đêm, đêm cũng như ngày thôi. Chỉ có ngủ và vật thôi. Lúc mà em đang vô thuốc á, em đi ra chùa, em nói với lại Phật Quan Âm á, em đọc 50 lần kinh. Em nói nếu mà cho con qua cơn á, con dập đầu 1000 cái. Em về em dập đầu 600 cái, cái đầu em u lên nè. Mà cơn thì không cắt, không cắt cơn được. Biểu hiện nó của mình là gì? Những cái sự bất an từ bên trong cơ thể của mình thì nó không điều khiển được. Đúng rồi chị. Em được bác sĩ chẩn đoán là bị rối loạn lo âu. Đúng rồi. Lúc nào em cũng lo hết. Rồi bao lâu mới được gặp con? Một tháng, là có nghĩa là ngày đầy tháng của con á. Là chính thức về với con, là về hẳn bên nhà chồng luôn, gia đình chồng luôn. Thì bác sĩ kêu là phải tạo cho em một cái môi trường là có đầy tình thương, tiếp xúc với nhiều người để em yên tâm hơn. Dạ, em thoải mái, phụ em lo cho con. Nhưng mà toàn bộ cái quá trình đó thì cái sự chia sẻ bên nhà chồng của mình thì khá là kịp thời. Dạ đúng rồi, kịp thời. Đến bao lâu thì chồng chị mới về? 18 tháng con chị 18 tháng về rồi lại đi tiếp. Cái quá trình đó chồng em biết không? Dạ biết chứ. Nhưng mà chắc là cũng do còn trẻ, anh cũng chắc anh cũng không nghĩ em là bị vậy. Với lại anh không chứng kiến. Vấn đề là anh không có chứng kiến được những cái điều đó, anh chỉ nghe nói lại thôi. Thì dạ, có thể là cái độ hình dung của anh nó chưa tới. Dạ đúng rồi, 18 tháng về. Xong rồi thêm định mệnh đó xảy ra, bé thứ hai. Trời mừng quá, về gặp nhau mừng quá. Có nghĩa là với câu chuyện của bé thứ hai thì mình cũng không phải là có chủ đích là sinh bé thứ hai. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nói nghe là sau cái cơn trầm cảm đó em có sợ cái việc sinh thêm một bé nữa không? Sợ chứ chị, sợ lắm. Tại vì nó luôn trong mình, nhưng mà nó mình kềm nó thôi chứ đúng không rồi, phải là để nó trỗi dậy. Khi mà phát hiện có bé thứ hai vậy là lúc đó chồng chị ở đây luôn chăm luôn bé thứ hai phải không? Đi, là đi. Anh, tại vì anh về anh gia hạn visa. Gia hạn rồi xong anh đi qua bển hoàn thành nốt cái vụ học bay á. Lần hai đi bao nhiêu lâu? Là chỉ có 3 tháng thôi. Xong tới lúc mà em đi sanh bé thứ hai ha, cũng không có ổng luôn. Nữa ở đây mà không có ổng luôn. Không, số ổng sao rồi? Số thôi. Em sao? Chị biết sao không? Tại vì trước ngày mà một tuần em sanh á, là anh bị té vấp cái chân á, đi vào cái ly miễn chai á, nó cắt cái gân chân á chị. Mà em với ảnh là ở lầu 3.
cái bụng em và bé, tại vì bé sau là em tăng gần 20 kg. Mà chưa đó mà trời mưa nha, nhà không có ai hết, chỉ có bà cố với lại bố thôi, mà lớn tuổi rồi, một mình em á, rinh cái giò ảnh nè, đi xuống lầu 3. Một mình chị rinh cái giò, chị còn cái phần thân của chồng chị làm sao? Đi cà nhắc này nhá. Lớp xuống. À vậy hết. Cái chân không có na được, phải có người đỡ. Chứ người ta không bị lìa chân ha cô ha. Em tưởng tượng, cầm tưởng chân tưởng chồng quá. Kéo xuống cầu thang. Em tưởng tượng quá ha. Nhưng mà em cũng tả rất là sống động. Rồi sao? Em bê cái giò xuống kìa taxi. Người ta nói hả, mặt ổng xanh lè tại mất máu nhiều quá. Tưởng chị mồ côi chứ. Trời. Em tưởng em mồ côi nữa. Em khóc. Nói anh em xin lỗi anh nha, tại vì em để cái ly đó em không có biết là anh té vô. Trời ơi. Tại em. Anh cố lên em, anh đừng có để em với mẹ, với mẹ con em mồ côi anh nha. Thương quá à. Đi về xong cái chân khỏe, bác sĩ cho về cũng là cái đêm đó ảnh về là sáng mai em đi sanh luôn á. Trời em đau bụng nha, em xuống nhõng nhẽo nha. Nhõng nhẽo chân què đâu làm gì được đâu. Đâu có giúp mình được gì đâu. Chỉ ngồi chỉ la quang quát lên. Sao dùng từ chân què? Kêu taxi, đẻ lên, đau bụng. Nằm đó cái chân thì băng bó, nằm đó cái miệng. Trong khi mình rất muốn ổng đi cùng. Nói đi cùng thì cũng được, chị xách cái nạn đi có được đâu mà đại dạo không chịu đi. Cũng khó chứ em, đó thì mình thấy thì đơn giản. Nhưng mà đôi khi đó là cả một vấn đề với ảnh. Nhiều khi em nói cái không biết là nói cái số bệnh sao, có khi nào mà đẻ đứa thứ ba vẫn không có không? Tốt nhất khỏi đẻ nữa. Bé thứ đầu á là con nhỏ đó nó khó nuôi lắm, nó bệnh hoài à. Bắt đầu từ tháng thứ 6 á, hồi xưa chị nuôi con nha, nó sổ sủa trời u luôn nha, cuộn cuộn nè, mà bắt đầu tháng thứ 6 tiêm vaccine 6 trong 1. Là bị sốt, sốt gọi là không hạ, là cứ tháng nào tiêm là sốt, ví dụ tháng 30 ngày là nó sốt hết 25-20 ngày rồi đó. Khi mà em đẻ con bé thứ hai á, mới vừa về được có 2-3 ngày thôi, bà thì bà sốt đưa vô bệnh viện, là chị không ở cử. Chị sanh 2 lần nha, không có lần nào chị ở cử luôn. Không có đều lần nào có những cử. Cái sự kiện để mình không có hưởng trọn vẹn được cái thời gian ở cử đó. Em không có cử, xong rồi đưa vô bệnh viện nằm. Em cũng phải đi theo con, lo cho con chứ. Em để con nhỏ mới sanh á, cho ổng lo. Rồi cứ đi vô bệnh viện vậy thì em vắt sữa. Lúc đó em nhớ nằm bệnh viện Vũ Anh bên Gò Vấp á. Đó là bệnh viện quốc tế thì nó sạch sẽ. Em vắt sữa em gửi xe ôm về cho con nó bú. Nó về đâu khoảng được tầm 3 ngày cái nó nhập viện nữa. Cái em qua Nhi Đồng. Thì Nhi Đồng cái điều kiện nó không có tốt. Nên là em vắt sữa em cho mấy cháu ở đó nó uống. Em không có đem về nữa. Là ảnh ở nhà ảnh chân là như là gà trống nuôi con luôn đó. Đó. Thôi cũng bù đắp lại. Dạ. Mỗi người gánh một chút. Là coi như trong tháng là một mình ổng chăm bé nhỏ, chị chăm bé lớn. Trong khoảng thời gian bận rộn như vậy thì cái chuyện quan hệ vợ chồng nó sẽ không diễn ra. Có. Bách bách trúng. Chị chỉ là chị có. Kiểu như là yên tâm, đầy đủ cần xét. Có. Không thiếu cái gì. Em Vũ. Chị Vũ. Tại tự nhiên cái mình muốn vậy á, không biết nữa. Cưng quá à. Không chịu nhưng chị mà Vũ em Vũ. Sao? Chị Vũ sao? Chị vậy? Không, em họ biết thôi, tại em là người bị dụ không à. Mấy lần trước là chị bị dụ, nhưng mà lần này chị dụ lại. Xong rồi cũng xong xuôi tất cả mọi chuyện. Xong rồi ngồi dậy giận chứng. Giận. Ai giận? Chồng em giận em. Như vậy? Sợ có em bé nữa. Trời ơi, nghe kể vậy thì em thấy như là chồng chị một người rất là hiền hòa. Vậy chồng chị có tật xấu gì không? Có chứ. Rồi liệt kê. Thấy bên này bá tỉnh ghê ha. Yêu động vật lắm chị, yêu động vật hơn yêu vợ con luôn. Ủa tật xấu là yêu động vật hả em? Trời ơi chị, em nói chị nghe nè, một ngày anh đi làm á, tại vì đi bay mà. Ví dụ một ngày 24 tiếng anh đi làm hết 12 đến 16 tiếng đi. Những cái thời gian còn lại á, anh dành cho rùa, cho cá. Ảnh làm chạy rùa, làm chạy cá vậy. Nên là anh vẫn ở nhà thôi, nhưng mà anh chăm mấy cái con đó hơn chăm mình. Dạ đúng rồi, ảnh đánh răng thun rùa. Cứng vậy. Ủa tưởng đánh cái mai thôi chứ. Đánh không? Mai. Con ổng á, con á bị sổ mũi thì kệ để cho vợ lo. Còn rùa sổ mũi, con cá chạy ra tiệm thuốc tây mua thuốc nhổ liền. Xí, con rùa có sổ mũi. Có. Con rùa. Ê, có bị sổ mũi quá hả? Có đặt tên rồi cho rùa không? Có chị. Chưa nghi lắm. Có su độn lum lá đó mà em. Con rùa tên su. Nhưng mà có bao giờ em nói anh ơi em không có chấp nhận được cái thú vui này chị. Của anh luôn. Có, em nói em ước gì là ăn gồ luôn á. Hôm bữa em có làm cái clip em bực quá, em nói nè, con mình hả đau bụng bón độ không quan tâm, mà thấy mấy con rùa mà nó thải ra mấy cái đó mừng lắm, nhảy lên á, rùa thải rồi. Tại vì con rùa nó không thải cái đó ra được là nó sẽ chết. Đó.
rồi, nói chung là đi mua nhà đồ, mua đồ cho con rùa đồ, ta nói còn hơn con mình nữa. Nhưng mà ngoài cái tật xấu đó ra thì cái thời gian rảnh của chồng em có dành cho game, có dành cho rượu chè, có dành cho những cái việc khác không? Có chứ chị. Ủa, sao chắc hả? Hỏi. Ủa vậy hả? Dạ nhưng mà nhậu ít lắm. À thì thôi kệ đi, coi như là cái này bù qua cái kia. Có tình yêu động vật cũng tốt, mình có thể lôi kéo luôn những bạn nhỏ nhà mình trong quá trình lớn lên cùng với bố chăm sóc những con vật đó, cũng là một cái cách giáo dục các con cũng khá là thú vị. Giáo dục con yêu động vật là một cái rất là hay. Đó. Thì nghe câu chuyện bữa nay thấy nó vui dễ sợ luôn á chị. Cùng nhau yêu rùa nào. Ông bữa nào rảnh á, Thanh với lại chị qua nhà em dẫn lên cho thế giới động vật nhà em quá trời. Đến tặng mấy cái áo. Bữa nay trong cái mục bỉm sữa nhắn gửi, chị có gì muốn nhắn gửi đến chồng hay là gia đình thì hãy nhìn thẳng về máy camera và nhắn gửi nha. Nhân dịp đây thì con cũng cảm ơn bố mẹ chồng, gia đình bên chồng, anh chị với lại cô chú các bác đã cưu mang hỗ trợ mẹ con là mấy năm vừa rồi, là gọi là không vững về kinh tế cũng như tinh thần. Cảm ơn chồng. Em á là hay là có cái chứng bị là não cá vàng, làm trước quên sau. Nhưng mà có một chuyện là em không bao giờ quên, đó là anh là chồng của em và là bố của con em. Nhưng mà mỗi lần á mà gây lộn á thì mong anh hiểu em hơn. Tại vì em nói thôi chứ em nói trước quên sau à, em không có ý gì hết. Hy vọng là anh dành nhiều thời gian cho mẹ em, con em hơn. Dạ rồi. Thấy cưng quá hả? Dạ, bữa nay mình có một cái điều rất là đặc biệt trong chương trình của chúng ta, chứ có biết là gì không? Mấy rùa hả? Không phải, chỉ có rùa vậy. Nãy giờ trong đầu chị chỉ hình dung ra những con rùa và được đánh mai vậy thôi cưng. Đây nè. À đúng rồi, chúng ta có một cái món lạ mà đó, chưa bao giờ xuất hiện trong các cái chương trình mẹ bỉm sữa khác. Đây là cái gì vậy Như? Dạ em muốn chia sẻ với lại các mẹ bỉm sữa như là chị với lại em á, là cái quyển này là nhật ký đầu đời của con. Cái quyển này là em làm từ lúc mà có bầu bé đầu tiên rồi. Dạ là em mua quyển này. Cái quyển này rất là hay luôn. Có nghĩa là buồn vui hay là những cái kỷ niệm mình để vào đây. Và đặc biệt ha, cái quyển này luôn á, khi mà con mình á, giống như bé đầu của chị á, trong này mà nó có ngỗ nghịch, nó hư, nó cãi lời mẹ đó, cho nó đọc quyển này là nó biết mẹ nó phải trải qua những cái gì và thương mẹ hơn, thương bố hơn, biết nghe lời, biết ngoan ngoãn và biết cố gắng hơn. Thực ra thì khi mà chúng ta nói với bé về một cái quá trình con đến với thế giới này như thế nào và những cái chuyện con đã trải qua ra làm sao, và cùng với con là những cái người khác đang cố gắng vì con, cho nên là khi mà chúng ta có một cái gọi là một cái món nó hết sức trực quan như thế này, nó được coi như là một trong những cái phương thức tác động đến cho cả hai bên, để hai bên đều gọi là giải quyết được một cách tích cực nhất những cái vấn đề mà mình đang gặp, quá trình bé lớn lên và cả cái quá trình mà chúng ta trở thành một ông bố bà mẹ nữa. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của chị Tô Nhi A, và xin chúc cho gia đình của chị Như càng ngày càng vui vẻ hạnh phúc bên hai đứa con và sáu chú rùa nha chị nha. Dạ. Cảm ơn.